I mean, Okay, sure. And if you have a, and if the participant have any question, yeah, I'm here to answer. Yes, I think that's a good idea. Okay. Xin chào các anh chị nhé, thì em sẽ xin phép giải thích một chút về cái discussion của mình sẽ diễn ra từ bây giờ đến tận chiều nay, đến tận 2:30 chiều các bạn. Thì có nghĩa là discussion này hơi dài một chút. Thì discussion này sẽ được chia làm 6 nhóm. Nhóm 1 thì là sẽ là nhóm anh chị tham gia ở lớp. Còn tất cả những nhóm 2, 3, 4, 5, 6 thì em đã chia nhóm trước rồi, và tí nữa em sẽ nhấn nút và tất cả những anh chị nào tham gia nhóm thì nó sẽ tự tách thành nhóm riêng độc lập của nhau và tự thảo luận với nhau luôn ạ. Thì như thầy đã nói thì có 3 cái case study, đó là của Asiana Airlines, Kansas City và Washington. Và mỗi một nhóm thì sẽ được thực hành một cái case study này, và để phân tích cái việc cái investigation, việc điều tra đấy sang một cái method. Thì có hai method, đó là như thầy đã nói, đó là bow tie method và HFACS. Thì em cũng đã chia rất là rõ ràng rồi, và mọi người khi mà nhìn vào nhóm thì sẽ thấy được, em cũng đã nốt lại rất kỹ rồi ạ. Và rồi đây này, em hôm qua có gửi email cho mọi người và một cái link, và cái link này nếu mà ai chưa nhận được thì em cũng đã gửi qua lại cái phần chat ấy, có thể mở lại. Thì link này đó là em đã đưa lên cái 3 case studies này rồi, thì tùy vào từng nhóm, mỗi một nhóm thì như em đã nói là sẽ có một case study riêng, thì sẽ tự đọc và tự thảo luận với nhau về case studies này. Và thầy mong muốn là buổi chiều nay lúc mà 2:30 bắt đầu xong thì chúng ta sẽ có tea break. Sau tea break thì chúng ta sẽ vào thuyết trình của từng nhóm một ạ. Mỗi một nhóm thì sẽ có một bài thuyết trình 10 phút. 10 phút này bắt buộc là phải thuyết trình dưới dạng PowerPoint, nên là nhóm nào cũng phải có một PowerPoint khoảng 8 đến 10 slide thôi. Về những cái phân tích này qua hai cái method ạ. Đó là một là đây, tùy từng nhóm, ví dụ nhóm 1 thì cái method đầu tiên thôi, nhóm 2 cũng thế, của cái case study khác, còn nhóm nào mà có bow tie thì chỉ theo cái cách, chỉ theo cái method của mình. Đấy. Thì đây là tất cả những cái thông tin, cái trong đường link đấy là tất cả những thông tin mà anh chị sẽ cần để cho cái buổi thảo luận này thành công. Thì sẽ có thảo luận sẽ là khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng nhé, để mọi người có thể có cùng thời gian nói chuyện và làm thảo luận nữa. Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà không có câu hỏi gì thì em sẽ nhấn nút, và tất cả những anh chị nào mà đang online thì sẽ được cho vào một nhóm thảo luận riêng của mình ạ. Không còn câu hỏi. Online đâu mà không có. Dạ. Tức là em cái buổi học lý thuyết luôn đấy hả em? Dạ. Tức là xong cái buổi học lý thuyết rồi đúng không? Xong cái phần thầy giảng nữa là thực hành. Đúng rồi. Bây giờ sẽ là thực hành và thuyết trình thôi ạ. Chứ còn xong buổi học lý thuyết rồi đấy ạ. Ok, thank you em. Vâng, thì em sẽ nhấn nút nhắc, thì sẽ mời mọi người vào từng nhóm, và mỗi một nhóm thì sẽ thảo luận riêng với nhau, và thầy sẽ đi qua từng nhóm một. Thầy sẽ vào mỗi nhóm khoảng 10-15 phút để quay đi đảo lại để comment hoặc là có trả lời những câu hỏi gì mà mọi người có thể cần ạ. Dạ. Em có vào ba nhóm để tương tác với nhau. Em không biết, thì em xem ạ. Các chị ấn nút join nhá thì mới vào được với vào được đấy ạ. Và nút join còn ba anh chị thì sẽ ở đây thảo luận cùng nhau thôi. Là nhóm mấy nhỉ? Dạ anh, mọi người là nhóm một. Mình là một rồi. Nhóm một đó là trường hợp của Asiana Airlines vào 2013 đấy. Mọi người nhớ nút join nhé thì mới vào được nhóm của mình ạ. À không, anh chị này làm việc ở đây cùng trong nhau một nhóm, trong một nhóm thôi, không cần lấy đọc kiểu. Đây, bây giờ này là chi tiết ở trong. Biết rồi, không nên vào nói phải cắm cái này đấy. Thì nó đỡ lắm. Chi tiết mình đọc đâu anh?
Vâng, có được đây đây. Em để lại cho có rồi. Đấy nên nói cái app của mình. Cái app của đấy là này. Tango event đấy. Trong đấy nó có hết các phần trong đấy. Mọi người ở nhờ ấn join ạ. Ấn rồi. Có nhiều anh chị ở trên này chị ấn. Có mấy anh. Sao lại mặt to đúng kia? Con lạc rồi. Không cho mình nói. Đấy, mình nhận cái này. Em cứ nhận nhất. Đôi cứu quân của mình cũng phải màu này nhá. Em có thể gửi lại cho anh cái mail của anh là gì anh nhận? Ai cũng được, đáng được, được thế này. Ra nó không thể đọc. Em không phải chắc lại mấy anh 1, 2, 3 vì anh không được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ừ. Hoặc là bảo là anh tên là gì thì em cho vào nhóm được, chứ còn 1, 2, 4 thì là ai mình là theo expect.